Chào các bạn, mình tên Ngọc Huyền là sở chiêm mơ của Gia Sốc Sóc. Mình đã nhận nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Tất cả hàng hóa mua tại Gia Sốc Sóc áp dụng chính sách cho phép khách hàng có thể đổi hàng trong vòng 3 ngày trong trường hợp sản phẩm bị giao nhầm, giao thiếu, lỗi kỹ thuật hay không như cam kết sẽ được hoàn tiền hoặc đổi hàng một lần nha. Điều kiện đổi hàng là hàng chưa qua sử dụng, không bị dơ bẩn. Gia Sốc Sóc chuyên nhận xỉ, lẻ nhận in và làm theo yêu cầu. Hãy bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình. Đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình xong các bạn nhớ like và follow nó nha để nhận được thông báo về các video cực hay của shop ạ. Mình xin giới thiệu là túi đeo chéo canvas xịn siêu to. Giá thị trường là 110.000 nhưng hôm shop chỉ bán 60.000. 60.000 thôi là các bạn sẽ có một cái túi siêu to nha, đi chơi đi học để phù hợp mọi người ơi. Kích thước: đáy 26 ngang 41 cao 26 cm. Lưu ý kích thước có thể dao động một tí ạ. Chất liệu: vải canvas dày dặn và mềm. Túi có khóa miệng, có túi nhỏ bên trong. Túi đảm bảo giống hình. Bạn cắt xem hình shop đăng, live stream video của shop thấy túi sao thì khi giao hàng y như vậy nha. Bạn có thể mang túi để đi mua sắm, du lịch, thể thao, đặc biệt mẹ bỉm sữa dùng rất ok. Đã do để đồ dùng rất nhiều và sang trọng. Tất cả hàng hóa mua tại Gia Sốc Sóc áp dụng chính sách cho phép khách hàng có thể đổi hàng trong vòng 3 ngày trong trường hợp sản phẩm bị giao nhầm, giao thiếu, lỗi kỹ thuật hay không như cam kết sẽ được hoàn tiền hoặc đổi hàng một lần nha. Hãy bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình, đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình xong các bạn nhớ like và follow nó nha để nhận được thông báo về các video cực hay của shop ạ.